Chào các bạn đến với chuyên mục trải nghiệm game của gamehub.vn. Ngày hôm nay thì trên tay mình là phiên bản alpha test tựa game Bàn Long 3D vừa mới ra vào sáng ngày 26 tháng 10 bởi nhóm phát hành TNG. Thì bên cạnh việc chúng ta có thể chơi ngay thì có thể đăng nhập bằng Zalo hoặc là Zing ID. Đây, hiện tại là có một nhân vật là alpha test rồi. Mình đã chọn nhân vật là cung thủ server 35. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể kiểu chọn nhân vật là cận chiến với cả pháp sư. Đấy. Thì, có thể thấy là khi mà mình lên level 35 thì đã có cái con linh thú ở bên cạnh, một cánh rất là đẹp. Đây, chúng ta sẽ vào chơi để trải nghiệm những hình ảnh đầu tiên về tựa game này để xem nó có gì hay ho và đặc sắc nhé. Ở màn hình load thì có thể kiểu thấy rất là hấp dẫn rồi. Trời ơi, gái sexy. Đấy. Điều đầu tiên chúng ta ấn tượng có lẽ chính là ở nền đồ họa 3D rất là sắc nét và hệ thống cánh trông rất là sành điệu. Ở một số game khi mình chơi thì cái cánh là một vật phẩm rất là quý giá và chỉ những ai mà làm nhiều tiền và kiểu VIP thì mới có thể mua được chiếc cánh này. Nên là mình rất là bất ngờ khi mà chơi lại thấy được tặng ngay cánh khi mà chỉ ở những level đầu tiên. Ngoài ra thì khi mà chơi game này lên level rất là nhanh. Chúng ta ngồi khoảng 30 phút đã lên level khoảng hơn 30 rồi. Là một MMORPG thì đề tài kiểu tiên hiệp thì chúng ta sẽ đi đánh rất là quen thuộc thôi. Đi kiểu bấm vào nút đi làm nhiệm vụ và nó sẽ chủ động đi đánh cho mình. Đấy là chế độ auto cho máy, rất là tiện. Hệ thống skin trong game cũng rất là đẹp mắt. Khi mà chơi game này thì mình có liên tưởng đến bối cảnh game thì giống một tiên hiệp của VTC và cái đồ họa và hệ thống đồ họa các kiểu thì lại thấy giống con bất bại chiến thần cũng vừa ra mắt gần đây bởi nhóm hành Gamota. Hiện tại là mình đang trải nghiệm trên thiết bị là iPhone 5S thì thấy rất là mượt mà, không có vấn đề gì. Tuy nhiên thì vào sáng 26 tháng 10 mình chơi có vẻ rất là đông người nên là bị giật lag và kích khởi game liên tục. Hy vọng là sau phiên bản alpha test này thì nhóm thành viên VNG có thể khắc phục lỗi và để tạo ra cái sân chơi để nhiều người có thể vào trải nghiệm hơn mà không bị giật lag. Có thể thấy các skin rất là đẹp mắt. Con nhân vật của mình đang đi làm nhiệm vụ. Về hệ thống nút thì mình thấy nó hơi bị rối lắm. Mặc dù đã gọn đi rất là nhiều nút tính năng nhưng mà cái hệ thống mà trả nút skin này mình cũng không thể giấu được. Mặc dù đang để auto này, còn là các nút di chuyển hoặc nút đánh. Ngoài ra bình máu cũng hiện ở trên cái màn hình nữa. Rồi thì thanh chat, nói chung rất là nhiều thứ cố để lộ ra cái màn hình này. Giấu được cái thanh nhiệm vụ này thôi cũng không tác dụng gì lắm. Mình đang ở những level đầu thì nhiệm vụ rất là đơn giản và đánh nhanh thôi. Game ban đầu vào thì hướng dẫn rất là chi tiết, cứ chúng ta sẽ đi từng level một và cứ mỗi level sẽ lại mở thêm một cái tính năng chẳng về trang bị này, cường hóa rồi thú cưỡi vân vân, rất là dễ hiểu và dễ nắm bắt. Để ý ở góc bên tay phải màn hình này thì chúng ta sẽ thấy có cái lúc nào cái tròn tròn nửa hình tròn màu xanh xanh ở đây, bấm vào thì chúng ta sẽ thấy hệ thống nhiệm vụ, một số thông báo hoặc là quà tặng. Đấy, và dù ở góc bên trên đây phải màn hình đã thể hiện rất là nhiều thứ rồi mà vẫn cần phải một cột góc này hiện một đống thứ nữa. Mặc dù nó hơi vướng một tí nhưng mà cũng thể hiện là có nhiều cái thì mình có thể khám phá và chơi đỡ bị nhàm chán ấy, để mình thay đổi. Còn hệ thống tính năng chính của game thì chúng ta sẽ có thể tìm thấy khi mà bấm vào mặt cái nhân vật chính ở góc bên trên tay trái màn hình. Đấy, thì ở đây là tất cả những cái gọi là điều chỉnh nhân vật rồi thú và cánh đều ở đây hết. Chẳng hạn ở đây cánh mình vừa có thêm đồ để tu luyện này, làm giúp tăng các chỉ số này.
ở phần nhân vật đây là bao đang báo là có kỹ năng. Hệ thống kỹ năng ở game này khá là ít, đây có 4 cái này mà mình cứ tập trung nâng cấp thôi. Khi vào giao diện này thì mình thấy cũng hơi lag nữa. Và cái mà mình có điểm, khi mà lên level mình có điểm kỹ năng ấy thì xong sẽ nâng cho các skin, thì mình thấy không phải kiểu băn khoăn lựa chọn là nâng cho cái nào, mà mình sẽ có đủ điểm skin để nâng tất cả lên. Đấy. Cảnh giới, cái này cũng là một cách để nâng cái lực chiến của mình, kiểu ngồi tu luyện tăng thêm cảnh giới cao hơn ấy. Đúng kiểu một game kiểu tiên hiệp Trung Quốc. Linh thú này, cái con linh thú của mình thì mình có thể tăng phẩm chất hoặc là tiến hóa để nó thành cái con trông xịn hơn, ngầu hơn. Tuy nhiên là tất nhiên là chúng ta phải có đủ nguyên liệu để có thể đưa nó lên cao hơn được rồi. Ngoài ra còn hệ thống pháp bảo là đồ của mình vậy. Thì mình có thể tu luyện hoặc là tiến hóa, cường hóa. Cứ có thêm một ít nguyên liệu là mình toàn đi hết thôi. Hiện tại thì bắt đầu đến kiểu đến mức bắt đầu kiểu khó khó là nó sẽ nhiệm vụ chính cho mình không đi liên tiếp, mà mình phải đi làm một số nhiệm vụ phụ để có thể lên đủ level và đi làm nhiệm vụ chính tiếp. Này, bấm vào này thì nó có thể gợi ý cho mình một số những cái nhiệm vụ hoạt động phụ để phụ bản ấy, để chúng ta tăng EXP để trải nghiệm lên đủ level. Về căn bản thì mình thấy tựa game này cũng không có điểm gì đáng chê trách cả. Đồ họa rất là đẹp này, hệ thống tính năng đầy đủ, dễ hiểu, hướng dẫn cũng tốt. Ngoài ra thì để ý ở góc bên tay trái phía dưới góc màn hình này có cái nút màu xanh với cả thanh kiếm ấy. Đấy, bấm vào đấy thì chúng ta có thể thấy là có chữ PK người này, tức là mình có thể kiểu chạm vào đứng cạnh cái người khác và mình có thể bấm cái nút này và chúng ta có thể PK mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra thì như mình đọc hướng dẫn của game, hướng dẫn các bài hướng dẫn về game ấy, thì thấy nói là cái tính năng về quốc chiến rất là hấp dẫn. Chắc chắn là mấy tính năng mà kiểu các thanh niên có thể tương tác với nhau ấy thì bao giờ cũng sẽ kích thích gọi là mọi người phấn đấu hơn trong game. Đấy, có thể thấy rất là đông. Có cái hệ thống kiểu máy bay, tàu bay các kiểu này. Đấy, mình đã nhận nhiệm vụ phụ, bây giờ đang đi tiếp. Ngoài ra thì game này còn có cái chỗ mà ở thanh trên ấy, chúng ta có cái quà ngày mai. Nó ghi là ngày mai đăng nhập thì sẽ được tặng cái cánh xịt. Đấy, đây mình bấm lại đây. Cánh cực phẩm. Đấy, rất là hấp dẫn và khiến mình phải tự nhủ là thôi mai phải vào tiếp. Một cái cách kiểu thu hút rất là hay. Nó có đánh nhau ở đâu đó. Đây rồi, đánh đi. Hệ thống auto của game này thì khá là ổn. Tuy nhiên là mình vẫn phải chú ý và để bấm vào, bởi vì khi mà nó giết đủ số quái thì nó cứ vẫn cứ kiểu treo máy và nó đánh đấy thôi. Mình phải bấm vào nút nhiệm vụ thì nó mới chạy đi kiểu hoàn thành và nhận cái quà thưởng. Lại level. Ở đâu? Đây. Mình thử bấm vào thằng quên mất. Xem gặp thằng khác xem PK đâu nhá. Quay lại đây này. Không phải. Tàng, đây rồi. PK người này. Có PK được không? Thế PK phải tự điều khiển nhá. Không thấy gì. Không hiểu lắm. Thôi được rồi, các bạn có thể tự khám phá sau. Đấy, vừa rồi là một số trải nghiệm của mình về tựa game Bản Long 3D của nhóm hành VNG và dự kiến sẽ ra mắt chính thức vào khoảng đầu tháng 11 này. Nếu mà các bạn nhìn hình ảnh và thấy thích cũng như là cái lối chơi mà ưng ý thì có thể chờ đón và phải về trải nghiệm. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các clip trải nghiệm khác của gamehub.vn.